Hậu ơi, nhanh lên, chạy nhanh lên. Ôi ôi. Đây. Anh em đang trong hành trình trên biển đó, đúng rồi. Ai về thăm quê hương tôi, nơi biên cương là đây, có rừng cây thiên nhiên xanh biếc một màu. Đây Hà Giang, đây Hà Giang quê chúng tôi. Gỗ vùng cao về xuôi xe đời mới, thắm tình giữa miền xuôi về miền đường. Các bác thân mến, hiện tại anh em đang di chuyển đến một địa điểm mà Xuân Hiếu cũng chưa rõ ở đây là ở đâu đâu. Bây giờ phải nhờ cô giáo này một chút. Đó. Bây giờ cô giáo ơi. Thôi mua ít thế, mua cho các trẻ con các bé là mình Hồng Ninh à. Cho em hỏi xíu. Ở đây là khu vực nào nhỉ cô giáo nhỉ? Cô giáo cho em hỏi một xíu là ở đây là khu vực nào được không ạ? Ở đây là không, bà em là người la đến đây ấy, để mà em cũng không biết vị trí ở đây là thuộc địa phận của xã nào huyện nào ấy. Biết là của Nghệ An rồi. Ở đây là xã Nhôn Mai, còn huyện Tương Dương. Xã Nhôn Mai. Hôm nay mình đi mãi cái huyện này vẫn chưa hết. Xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương thôi. Huyện Tương Dương. Vâng. Ở đây là đồn biên phòng hay là Bây giờ bọn em đang di chuyển vào phía bên trong cái chỗ chợ mà giáp biên giữa hai nước ấy. Chị từ đây đến đấy có gần không chị? Hai nước đến trên đó. Vâng, tức là đến cái chợ biên vùng biên đấy. Không gần mà anh ạ, ở đấy lên Kỳ Sơn xa lắm, nếu mà đi xe thì khoảng 4 tiếng. Vâng, bọn em lên Kỳ Sơn mà. Nhưng mà mua ít này sao đủ ăn được? Cô giáo ơi, hôm nay cô giáo mua cho hỏi tí, 3-4 người á? Thì có cái chỗ ở chỗ cô giáo có ai có chồng chưa, có yêu hay gì chưa? Ở đây á? Ừ. Không, về làm dâu đấy là biết. À thế nhưng mà ở cùng đấy là 3-4 người là nhà chồng à? Dạ, nhà. Thế ở trường có cô giáo nào ế không? À chưa có người yêu không? Ở trường không có. Không có. Anh có chồng. Thế trường bên cạnh có không? Trường bên cạnh thì từ cô giáo từ nổ xe để cho bọn em hỏi một xíu đã, thật. Có việc nha, đi nắm được. Bây giờ nắng nôi này á. Thì bọn em gặp cô giáo cũng là một là cái duyên trên hành trình di chuyển lên trên đấy, thì muốn mời cô giáo ngồi uống nước được không ạ? Tốt, nhà anh ngồi đây. Không, ngồi được. Thật mà, mời thật. Nhà đang có việc nên... Mời thật mà. Cảm ơn cô giáo rất nhiều nhé. Xin chào cô giáo. Phải nói là cô giáo ở đây chịu nắng rất là tốt các bác ạ. Như chia sẻ lúc nãy, Xuân Hiếu chia sẻ với toàn thể cô chú anh chị. Bên này thì anh em trong team đang ngồi uống nước và đăng video, và thời tiết rất là nóng. Riêng anh Thắng là một hai cái quạt xuyên hai bên luôn. À bạn Hậu tỉnh à. Bạn biết cái quả đấy quả gì không? Đâu quả này hả bạn? Quả nhôn mai. Nhôn mai á? Quả song song. Nhôn mai hay còn gọi quả song sọc. Bây giờ phải hỏi chị cơ, bạn nói tôi cũng không tin đâu. Nhưng mà chị, cái quả này ở nhà mình trồng được hay là không, lấy đâu về? Trên rừng. Nhưng mà em hỏi nó là tên là gì? Nhà chị gọi là quả mô lai. Mô lai không phải nhôn mai. Mô lai. Mô lai. Đây khu này gọi là gì nhỉ? Địa danh này. Nhôn mai. Đây là ăn. Nhôn mai. Ăn nhôn mai à? Phải nói là chị chủ quán đây có một cái bộ hàm răng, bộ nhá thật sự là rất là tốt. Chị quảng cáo là mềm. Khu này cũng là thượng nguồn thủy điện bản vẽ ở đây đấy. Nhưng mà thượng nguồn của bản vẽ thôi. Đây, anh Mạc Minh, anh ấy tưởng mềm anh cắn nhưng mà không được. Sao chị chả cắn được dễ đấy mà bạn ấy không cắn lại em nào?
chị thử cắn lại. Nghiêng mà. À, mình không biết mình cắn cắn. em thử làm đi nhé. À. Thử từ nãy giờ. Không, em thử đi. Đi để anh thắng thử. Cho mình đi ra đây. Nghiêng lên, nghiêng lên. Cho mình. Bạn Minh thử xem nào. Nhưng mà quả này ăn kiểu gì? Là bản này nó nằm. Cho mồm nhai, dùng răng ăn đây ạ. Trung tâm của núi này. Ăn như ăn quả hướng dương ấy. Ôi chị nói như quả hướng dương mà nhá, vẹo cả hàm. Men theo biên giới. Quả này ngọt đấy hết mà. Nhưng mà em không cắn bùi ra, cắn ra thì bùi không? Đâu mà không cắn. Nhưng mà em đấy, để ông dễ hình dung. Để mai mình chạy đây này. Chị ơi, bạn này là trai bản ở tít biên giới ở trên Hà Giang. Xuống đây. Vâng, xuống đây. Đấy, chị cắn đẹp không? Nhưng mà chị người Tây chị ạ. Nhân tộc Tây à? Vâng. Đồng nhất tộc Thái thôi, hẳn biết tiếng Thái đúng không? Đó. Vâng, vâng, chị người Thái ạ. Ồ, nhờ. Ồ, chị cắn nha mà hạt không bị vỡ nha đây này. Nhưng mà em không biết cắn, nhưng mà em thích ăn cái ngoài, vỏ ngoài không? Xem cắn cho em ăn. Xem đấy có vẻ. Thế bây giờ chị cắn cho bạn Minh ăn. Hạt không hay là răng mẻ ra đấy. Mình rất là bất ngờ về cái quả ăn là lạ mà. Vâng. Có vị rất là ngọt anh mà những cái hạt ở bên trong nó là bùi. Nhưng mà hạt đúng rồi đó, cắn được. Chị thử mãi rồi. Rất là mềm nhưng mà mềm với chị còn. Đây. Đây chuối này. Đó. Chuối này. Thế Xuân Hiếu ăn thử chuối đi. Rồi, cảm ơn bạn. Được ăn thử chuối. Ngọt quá. Mời các bác, mời cả nhà. Xem là kiểu gì đó. Bây giờ thì anh em tập trung ngồi đây nghỉ ngơi một chút và đăng video tối nay để anh kịp phụ toàn thể quý cô bác anh chị trên kênh của anh Nguyễn Tất Thắng. Anh Sự thì cũng đang rất là mệt các bác ạ. Hôm nay chạy một chưa quen khí hậu anh nhỉ? Không, bán một em bên đây là đang đấy. Bây giờ xuống xe là quen rồi. Vâng. Chút nhưng mà cũng quen rồi. Cũng quen dần rồi anh nhỉ? Anh gió lào TV vào đi. Sao lại ngồi ngoài này? Gió lào rồi anh. Bằng Minh mời anh gió lào đi. Ở đây nhưng mà vẫn chưa thử bàn này. Ôi. Thực ra nó lạ bởi vì bản thân mình không biết là ở quê mình có, nhưng mà thực ra bản thân mình cũng đi rừng rất là nhiều. Hiện tại không có một gói quả này. Nhưng mà rồi thanh anh có cắn được nó vỡ hẳn ra. Và anh thử xem. Hết cái rổ này xem là uống những cái gì này. Mô lai. Cắn kiểu gì nhỉ? Anh Sự cảm thấy cái vị nó nào anh? Ngon nhỉ? Thầy cắn được. Anh chó nào TV cắn được đây này. Chúng hồi răng này khỏe hẳn. Được đấy. Không phải cắn như kiểu cắn hẳn tương dương ấy. Bạn đó là bạn thử xem siêu vị như nào. Để mình thử nhé. Không biết không có tội gì. Đi vào chỗ thác Sợi Gói đi. Một quanh này, thạc Sợi Gói em biết không? À, nó kiểu như hạt lạc à? Lạc nhỉ? Thạc cũng như thạc á, thạc trong đi mà. Ý là tên nó là gì? Thạc Sợi Gói. Sợi Gói á? Suối. Sợi Gói. Suối Gói. Thạc Sợi Gói. Sợi á? Sợi Gói, thạc Sợi Gói. Sợi Gói á? Sói. Gái nhiều lắm. Cục đá to như con voi ấy. Gái nhiều. Đá này, đá to như voi ấy. Ui, đẹp thế. Đẹp, xuông. Bình thường quá. Bình thường tí. Hồ. Ở đây đẹp chứ, ở Nghệ An đây đầy thác đẹp. Thác 7 tầng này. Rồi có một thác trên này bọn em vừa đi qua này. Rồi đi về bên kia có thác Rồng ở Mường Lống này. Rồi thác còn thác một thác ở Con Cuông là thác gì nhỉ? Kèm. Kèm đấy còn đẹp nữa. Ngày mai cho anh em vào đấy dùng dầu gội đầu của ông Hậu xuống suối tắm. Bữa được đấy. Đấy. Cho Hậu Sự ra là mỗi là phải cho cho Hậu Sự là đi ra gội đầu tắm trước. Đúng anh rồi, em test xem. Tắm sau. Tắm sau, được không? Ra test dầu gội đầu ấy. Được anh ạ. Nhá. Ok. Chưa mai anh em mình đi về để tắm suối. Qua anh Tú đã test xịt khớp rồi. Anh còn thấy thơm không? Thấy thơm như sa đông tát đấy. Đây ngồi đây bạn ơi. Còn Xuân Hiếu sẽ tìm một nàng tiên dành riêng để gội đầu cho anh Thắng. Đúng. Nàng hương nhỉ? Anh Sự hôm nay cho anh Sự kiếm bộ tóc giả đội cái đóng giả gái đến gội đầu cho Nguyễn Tất Thắng được không? Các bác ơi, em có cái tóc giả cho Sự một quả để Sự đội cho nó đẹp trai thêm một chút nữa. Hôm nọ nhiều bác comment bảo là Hậu Sự đi quảng cáo dầu gội được ấy. Anh cho là TV sit down please.
Anh ngồi đây, anh ngồi đây này. Thầy Xuân Hữu rồi bắn tiếng Anh. Được đấy, tiếng Nhật. Thank you. Đấy, trình tiếng Anh của mình cũng được ở miền núi thì cũng được ra. Hôm nay bạn nào đi cùng kênh? Đúng rồi, có thầy Hậu bên này. Cảm ơn anh em đã ghé thăm miền Tây Sứ Nghệ nha. Nhưng mà thời tiết hôm nay thì không được được đẹp cho lắm nha. Anh em chịu khó tí. Tí qua bên Mừng Lóng rồi. Quá đẹp nó rồi. Nó cao hơn một tí, nó mát hơn. Mình đang ở chảo lửa. Đang nóng phực phừng. Chạy kìa. Chảo lửa đông dương nhá. Đây là cái nhà ống nước. Bóng 1 tiếng rưỡi thôi. Bao nhiêu độ? Bây giờ cái đấy đoạn hơn tiếng nữa. Để soi xem bao nhiêu độ nhá. Cái này chắc là để Xuân Hiếu soi xem bao nhiêu độ. 39-40 độ. 34 độ các bác ạ. Đang 34 độ. Đang 34 độ. Đây là đầu mùa ấy. Đầu mùa. Mới bắt đầu thôi. Thế bình thường nóng nhất là vào bao nhiêu độ? Tầm 40-45. Ôi ui ồ. Nghè hôn đi. 40-45 khả năng anh em mình thành thịt trâu phơi. Không thể chịu được. Đang hai mấy độ nhảy mất lên đấy là mình đo thôi. Phải nói thật là mình ở Hà Giang cái nhiệt độ ở trên đấy thì cũng khá là nắng nóng, nhưng mà khi đến đây rồi mình cảm thấy rằng chắc không ai ra đường ở đấy chưa là gì ở đây đúng không? Vâng, chưa là gì so với ở đây. Chắc là anh Tú rong mấy ngày nữa là bắt đầu quen thời tiết anh. Mai anh em mình sẽ được mua mũ, anh em mình sẽ mua mũ dòng mũ tai bèo cho nó vành, cho nó rộng tí, anh em mình đi là sẽ giống như các cụ hồi xưa đi Trường Sơn ấy, là đội mũ tai bèo. Hay quá. Đấy, sáng mai anh em mình sẽ đi chợ phiên, trong đấy là sẽ có các cô gái Lào nữa. Ui, để cho team và 4 chàng ngự lâm người Tày vào đấy là tán gái Lào. Nó mà đổ ra đấy thì chết thôi. Không, các cô gái nào rất thích trai Việt nên là tỷ lệ đổ là rất là cao. Quan trọng là chỉ sợ anh em là về nhà có về được về nhà hay không. Có mang về được không thôi. Ừ. Chứ là đi theo ngay đấy. Gái nào cũng giống gái ta thôi. Cũng có cái cửa đi ra đi vào. Nước ta thì cũng giống nước Lào. Cũng là có cái cửa để đi vào đi ra. Để tối nay là anh em trong team là sẽ báo cáo hết 4 nóc nhà anh ạ. Để nó xin phép lập căn cứ tại Lào nữa đúng không? Vâng. Bây giờ Việt Nam không cho thì cho bên Lào ấy. Nhưng mà em nghĩ là nếu phát hiện ra thì chửi nhau cũng không nghe được anh ạ. mình đệm thêm tí nhạc là lại tưởng là hát cho nhau nghe thôi. Hôm nay được gặp chị chủ quán nhiệt tình quá. Anh em ngồi cũng có thời gian được tâm sự nói chuyện vui. Hôm nay là thời tiết rất là nóng các bác ạ, và đi di chuyển là anh em cố gắng ngồi với nhau tâm sự và bàn lại hành trình đi vừa nói chuyện cho nó vui để tinh thần nó phấn khởi thoải mái hơn để con gái đầu tinh thần của mình là sang tặng gái nào mà ấy. Các bác ơi, anh em trong team chưa kịp di chuyển thì đã gặp trận mưa đá. Khả năng là mưa to đấy các bác ạ, mưa đá to đây. Các bác nhìn thấy hòn đá đang rơi xuống đây này. Giờ đang anh Sự với lại bạn Hậu đang tìm chỗ để đậu xe. Mưa đá này nguy hiểm quá. Bạn Hậu đánh sang kia. Tìm xem có chỗ nào ấy không. Anh Sự tiến vào đây đi. Tiến vào luôn. Bóc kẹo vào. Treo hẳn đây, dẹp cái ghế ra. Bạn lấy cái ghế với cái đồ. Tiến ra đây, tiến ra đây. Bóc vào đây. Cứ đẩy nguyên lái lên. Bắn đây, dọn cái này. Bóc đi. Thẳng lái ra. Bóc lên, đẩy nguyên lái. Tiến lên. Mưa đá to quá các bác ạ. Tiến lên. Tiếp thật đấy. Tiến lên, chị ơi cho nhờ, chị ra. Chị ơi, cho chúng em đậu nhờ một tí. Mưa đá to quá, không biết đậu đâu rồi. Thật sự mưa đá rất to, bạn Hậu không có chỗ nào đánh xe là phải đánh vào cái đoạn kia. Này.
Cho kính lên đi anh chị ơi. Cho kính lên đi. Hậu ơi nhanh lên, chạy nhanh lên. Ôi ôi. Anh em đang trong hành trình chuyên diệt cho bác ạ, dính mưa đá to quá. Đây là khu vực biên giới. Mưa đá to khủng khiếp luôn. Chưa bao giờ gặp luôn. Em cũng chưa bao giờ gặp mưa đá này. Mưa đá quá khủng khiếp luôn. Chết thôi. Thôi thì đội cho bạn ấy nhỉ, các bạn bên kia nhỉ. Ôi ôi. Các bạn ấy là trận mưa rất là lớn. Các bác ở đây là đang ghi hình là mưa đá rất là to. Cả nhà ơi, mưa đá to thì chết luôn. Máy tôn thì vỡ. Vâng. Máy tôn vỡ thủng rồi các bác ở đây này. Máy tôn đang thủng rồi. Đang đẩy cái ô đấy sang. Đây to quá. Đây là các chị đang đẩy đất vào đây đây này. Đá này là đá rất là to các bác ơi. Mưa đá to quá. Anh chú nhặt hòn đá đây này. Đấy, hòn đá to như này cho bác ạ. To lắm. Cái đá nhìn thấy khóa như đá đây này. Trời ơi. To quá. Quá khủng khiếp luôn. Trời ơi. Khủng khiếp quá. Quá như này mới đá này. Mưa đá to quá.
mưa đá to quá các bác ạ. Vừa mới tạnh Xuân Hữu vừa đón anh Thắng về, anh Thắng có chút việc ở trên kia. Bây giờ anh em chuẩn bị di chuyển đi vào trong kia đây. Vâng vâng, anh em di chuyển đây anh ạ. Các bác tiếp tục theo dõi hành trình trên video. Hôm nay rất là may gặp chị chủ quán tốt bụng cho anh em ở đây. Cảm ơn chị rất nhiều nhá. Xin chào và hẹn gặp lại nhá. Cảm ơn gia đình rất nhiều nhá. Có gì là thông cảm cho các em nhá. Vâng, bạn em di chuyển đây. Mưa đá khủng khiếp quá các bác ạ. Và bây giờ team anh em tiếp tục di chuyển vào trong Kỳ Sơn. Anh em đã đến chỗ nghỉ. Và tối ngày hôm nay thì anh em sẽ ăn uống ngủ nghỉ ở đây. Và sáng mai sẽ tiếp tục hành trình đi chợ phiên biên giới Lào Việt Nam. Chào anh. Em ơi. Em hôm tây ơi, anh hỏi này, ở đây có dịch vụ giặt sấy không? Giặt sấy. Đồ anh bị ướt có. Để sau. Ô bị ướt hết à? Cùng xe bán tải ướt. Khổ thân anh, hôm qua vừa mới giặt xong. Hôm nay em vừa hỏi của anh em có cái bộ này này. Ừ. Phải của anh với anh không, của anh Thắng chưa? Của anh em mình biết thôi chứ còn. Vâng. Của anh. Ở đây hôm xây đây ở khu vực nào anh nhỉ? Đây em gọi là Mường Lống Kỳ Sơn nhỉ. Vâng. Đến lúc tối quá em phê lên về mấy cái điều. Lên vâng. Luôn đi Hữu. Vâng. Em hỏi của anh khác. Bên có dịch vụ giặt đồ không? Thế còn ăn uống là phải lên trên kia à? Giờ lên phòng đó các bác, ở đây thì họ sẽ cho thuê từng căn từng một căn một. Chỗ này là khu vực này là toàn bản mốc anh Tú nhỉ. Hỏi đi hỏi của anh ấy. Đấy, xin chào các sĩ tử. Đây tôi đây anh em chúng cháu sẽ ngủ tập trung ở khu vực này đây. Hiện tại thì anh em mình đã đến được khu homestay để nghỉ ngơi sau vừa trải qua một trận mưa đá cực kỳ kinh khủng. Hòn đá nó rơi xuống mà vỡ là 3 là 4 rồi các bạn. Dã man. Bạn ở đấy lên trên này có cái gì khác khác không? Có. Tự trưng nó lại run run cầm cập nhỉ. bạn mà đeo nhiều thêm thì nữa tôi nghĩ bạn còn run hơn. Đúng là thời tiết thay đổi liên tục các bác ạ. Mưa lúc nắng thì nắng quá to, lúc mưa thì mưa to, mưa cả mưa đá kinh khủng. Mà lên đến homestay này lại lạnh, tối nay là phải đắp chân bông. À, anh em ta lại tiếp tục chiên cơm. Bây giờ mới gọi đồ á? Gọi rồi mà, đặt trước rồi mà. Anh em lại tiếp tục tập thể dục leo cầu bậc thang. Các bạn ơi, đâu rồi? Có lẽ anh em mình đi cùng nhau mà. Anh em bắt đầu di chuyển đi ăn tối các bác ạ. Và lại gió thổi âm u lắm, khả năng lại bắt đầu trời mưa đây. Có áo đẹp đẹp thế rồi. Bây giờ khu kia là khu ấy nhất này. Nghèo nhất. Nghèo nhất. Đấy, bây giờ toàn bung ngân lông triệu mấy căn mình ở. À, mình ở 8 thằng triệu mấy mà. 8 thằng triệu 6 rồi. Không đấy là có giảm giá này nhá. Bây giờ đánh là 3.4 triệu ấy, 3.4 triệu ấy, là 300 ấy. Hôm nay nhờ có anh Tú được giảm giá đúng không? Vô cùng bị bơi rồi. Đấy. Bơi vô cực vô cực. Ô bể bơi đẹp lắm. Đi vào đây. Ây da, phòng ăn VIP quá các bác ạ. Chào các bác. Đúng không? Dạ. Ô. Không chỉ luôn mà.
Đã rơi vào đầu phải ăn khỏe vào nhá em nhá. Các bác ơi, bây giờ mời các bác ăn tối cùng anh em trong team nhá. Chiều nay là mưa đá tả rơi, anh em sắp muốn một nơi rồi. Cho anh cô cơm nữa em ơi. Các bác cũng biết là lúc mà anh em dừng nghỉ ở bên kia, mưa đá rất là to. Mà anh Tú là lần đầu tiên chứng kiến cảnh mưa đá to như thế. Và rất là lo, không biết là hành trình đi như nào. May quá anh Tú đã bù hộ mệnh của anh em đã rất là nhanh đến nghỉ. Đây là em cũng không biết là đây là bản Mường Lống, Kỳ Sơn, Nghệ An. Anh em sẽ tập trung ăn cơm ở đây và nghỉ ở đây luôn, và sáng mai sẽ có một chuyến hành trình. Anh chơi đùa ơi. Mai mình đi ra chỗ có văn nghệ chợ anh nhỉ? Kỳ Sơn đúng rồi. Đây đây có văn nghệ, anh em cứ đi cho họ muốn tập. Chơi đùa rồi. Chơi luôn. Luôn luôn luôn. Ôi nhỏ hay quá rồi. Vui quá rồi. Ôi, anh em mình lại ngồi chính giữa luôn nhỉ? Đây mọi người đang chuẩn bị để nhảy múa sạp các bác ạ. Có văn nghệ hát cô gái làng rồi. Mưa ngoài trời. Quá tuyệt vời. Bây giờ là xin mời các bác sẽ ăn cơm cùng anh em trong team của anh Nguyễn Tất Thắng và điểm lúc nữa sẽ xem chương trình văn nghệ. Nhưng mà tí mọi người họ xem mất, anh em không kịp xem. Xong rồi tí là Hữu Lâm bài. Vâng, bài nhá. Tí là Xuân Hữu xem ra luôn. Một bài. Hay quá. Anh có một nhà. Đấy là đủ. Xong thì văn nghệ xong thông báo là nhân đàn tính nhá. Bên tôi có một đàn nhân đăng ký. Đây cải mèo. Anh Thắng, anh có lên hát một bài không? Có chứ. Bài anh cứ hát bài đêm nay anh không về. Nếu mà anh hát bài của anh kiểu gì cũng bị em đá. Món là món cá lăng. Anh nhờ bạn nhau họ về xem. Một lần ba con đường rồi. Tôi không có đất nóng. Một lần ba con đường rồi. Anh nhớ anh nhớ thật đẹp. Không thật lòng. Không thật lòng. Tôi biết không thấy trắng như một loa. Nếu như cà du không còn thấy trắng một cái nữa. Loa nếu mà nó có ảnh hưởng đến nhạc thì các bác cũng thông cảm nhé, tại vì Thắng có thể cắt nhạc. Nhưng mà họ về hết đây là mình thì cứ ăn, họ thì cứ ngồi xem mà. Mình đến sau là chưa kịp ăn. Đây là các mâm xung quanh họ ăn xong hết rồi. Cái trang phục cô gái gì đó, người Mông, người Mông, cái mảnh này. Ủa, ui dồi, chân lại dài ngoằng rồi, chết rồi. Các em hãy cơm đấy. Để xem các em hướng dẫn chương trình như nào nhé. Em cơm. Có nước à? Hả?
Cái này mình có yêu cầu không? Cái đấy trồng bèo luôn. Sau khi là anh em mình thưởng thức được một trận mưa đá về đây này, được thưởng thức văn nghệ. Hôm nay là mình có hai tiết mục hơn thì vui. Lăng xào môi trường đắp khó quá còn áo cơm. Chị nào vừa huýt sáo nhỉ? Đó là cái xin giới thiệu với khán giả và các quý cô bác anh chị. Hôm nay thì đoàn của em đến tỉnh Hà Giang và có nghệ nhân Xuân Hữu mang tiếng hát đàn then từ Hà Giang đến gửi tất cả quý khán giả và các anh chị và đội văn nghệ của nhà hàng một bài. Mời nghệ nhân Xuân Hữu. Xin một tràng pháo tay thật lớn nào. Cầm mic hộ cái. Em gái cầm hộ anh cái mic nhờ giờ bạn ấy cầm mic. Lời tiên cho phép ba cháu xin được thay lời cho các anh em trong team kênh YouTube Nguyễn Tất Thắng đến từ mảnh đất Hà Giang thân yêu. Xin được gửi lời chào trân trọng nhất đến toàn thể quý cô bác anh chị đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Và một bài hát then mang âm hưởng núi rừng dành tặng đến toàn thể quý cô bác anh chị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Và bài hát then được mang tên Đường về bản em. Mời cô gái Mông vào đi. Mời cô gái Mông vào chuông đi. Thôi bỏ mic đi, hát bo luôn. Hát bo đi. Em ơi, bỏ chuông cho bạn kia ăn xong chuông. Hey, em hộp xong chuông. Đưa hộp xong chuông. Tạm mưa nâng đưa ban quầy thì từng phù khâu biếu con vần đương đã chiều đồng tầm biếu bàn cao cao na đáo nòng tháo bay hình ngồi bằng mềm thơm khăn vì mùa xuân. Thank you.
lời nàng lời ơi phiếm lặng dấu cằn cuối ơi đài á ơi phiếm na lặng na dù chán đi na lễ thần na say nón ơi hồi xuân đơn phi đăng chập căn lũ hô cảnh chốn non như khua phi ơi hoang ba leo thang đường về quê chúng em xa vời vườn người non chín sông người ơi có đào nở rộng có mận chín đây ông ấy mật ong thơm ngạt ngào cả bản lan sông giữa trời mây người ơi đã yêu thì xa mây núi cùng qua ơi dùng tiếng đàn bắt cầu anh tới nghe lấy tiếng lườn dắt lối người thương sắc hồi tung còn năm nào anh có nhớ ánh mắt nhìn cho tình ngàn mơ vì nó ơi đường cái quan dân tới bàn em được lan bằng đá xanh núi biển từng bầy chim lượn hót liêu lo phải rồi. Vâng, xin cảm ơn các khúc vừa rồi của bạn rất là hay và rất ý nghĩa.
bà Tu và thay mặt cho đội vấn đề cũng xin cảm ơn bà rất nhiều. Vâng, và kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khách quý, lần đầu tiên xin phép cho bà Tu được thay mặt cho đội vấn đề xin được gửi tới quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các anh các chị lời chúc sức khỏe và lời chào rất đồng nhất. Vâng, và kính thưa quý vị, đến với Mường Lống là mảnh đất sinh sống của đồng bào người Hơ Mông, và kính thưa quý vị, để đến đây để chúng ta hiểu rõ hơn phần nào về phong tục tập quán và văn hóa của người Mông nơi đây, thì sau đây đội văn nghệ sẽ được gửi tới quý vị một số tiết mục múa của đồng bào người dân tộc Mông. Vâng, và sau đây thì bà Tư xin trân trọng kính mời quý vị chúng ta hãy cùng nhau đến với một tiết mục múa đầu tiên mang tên Cô Gái Vùng Núi. Vâng, và xin trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng nhau thưởng thức ạ. Vâng, mời đội văn nghệ ạ. Vâng, chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay để chào đón chúng ta cùng đến với tiết mục múa. Vâng.